Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 kéo dài làm cho người lao động ở các tỉnh thành rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương, đông đảo các cá nhân tổ chức thiện nguyện đang tích cực giúp đỡ những người khó khăn trong giai đoạn này. Và lợi dụng điều này đang có không ít đối tượng trục lợi từ lòng hảo tâm của người khác bằng nhiều chiêu thức tinh vi. Một người có hàng chục tài khoản Facebook, Zalo, tài khoản ngân hàng. Những câu chuyện bi thương bắt đầu được kể. Bố qua đời cần tiền để về quê, em gái bệnh sắp mất cần tiền chữa bệnh, mẹ đơn thân nuôi con nhỏ đang bị bệnh. Thậm chí, mượn hình ảnh và câu chuyện của người này biến thành câu chuyện của mình chia sẻ khắp các diễn đàn. Những ngày qua, chị đã gửi tiền cho nhiều nhóm từ thiện giúp các hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp chuyển khoản cho nhiều người, từ công nhân mắc kẹt lại thủ đô đến những sinh viên. Một đối tượng chị đã chuyển khoản hỗ trợ, nhưng sau đó cũng chính người này đã lập nhiều tài khoản Zalo để tiếp tục xin sự hỗ trợ. Đến lần thứ 5, chị nhờ người đến xác minh thì nhận ra đây là cùng một người. Mà cái chuyện mà em trai em họ của bạn ấy chết là đúng không anh? Cái này anh cũng không biết đâu. Bố bạn ấy chết là đúng hay sai anh? Bố đó thì anh chỉ biết là khi nó nói chuyện là bố nó đi lấy vợ hai thì kể cái khổ, cái nghèo này cái nọ chị, xong rồi bố chết, mẹ chết hay là bị tật, bị nguyền rồi đó. Nhưng mà người ta nói dối lắm chị ạ. Nhưng mà em biết là người ta nói khống lên để người ta xin tiền nhiều hơn. Qua các nhóm diễn đàn giúp nhau mùa dịch trên mạng xã hội hay ứng dụng Zalo Connect, anh và nhiều người đã tìm các địa chỉ để hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Anh cho biết lợi dụng ứng dụng này, có đối tượng đã tìm kiếm những nhóm công nhân, nhóm người vô gia cư để quay hình, chụp ảnh gửi cho các nhà hảo tâm. Hỗ trợ tiền mới lại có rất nhiều trường hợp khác cũng có, mạnh thường quân khác cũng có hỗ trợ tiền, nhưng bạn ấy lại không hề đưa. Nói chung là kêu là khó khăn, kêu là đến thậm chí lôi cả bố mất rồi bệnh tật ra để nói chung là rất là cảm giác khiến nó, nói chung là những cái bài văn để lấy lòng thương của mọi người ấy. Diễn đàn này có hơn 80.000 thành viên, nơi nhiều người làm từ thiện và người khó khăn đăng tải thông tin. Ban quản trị diễn đàn, trong đó có cả công an, trên những phản ánh của các nhà hảo tâm đã có một danh sách những đối tượng có dấu hiệu lừa đảo và trục lợi. Có đối tượng sau một ngày nhận được vài trăm triệu đồng. Có một số đối tượng có kiến thức về mặt công nghệ, tạo ra rất nhiều tài khoản Facebook, có sự hỗ trợ bằng công cụ để seeding, đi rải các cái thông tin kêu gọi ủng hộ ở trên Internet, trên các cái mạng xã hội. Từ đấy là thu lợi bất chính dựa trên cái lòng thương của cộng đồng.